Về phía sau nhà nhé. Chiều dài là 16 mét từ sau đến trước nhà. Đây. Ván tường nhà đây. Hát lồng cải. Nhà chiều dài 16 mét nhé. Đây, mặt nhà đây. Đây, phía trước nhà đây. Đây phía dưới này, cột nhà đây. Cột nhà tròn đường kính 13 30 30 phân. Đây là ván sàn nhà nha, nền nhà. Đây, rất là đẹp. 3 mét cả đó, nền nhấn cả mây. Đây 30. Còn 30. 30. Cột nhà đây này. Cũng 30. Phân đó. 30 phân. Đây là chiều dài 16 mét nha, rộng là mấy mét? Rộng là 6 mét. Chiều rộng là 6 mét. Chiều dài là 16 mét. Kéo 3 mét. Tới đi. Lại. Thật lại. 3 mét. 3 mét đây. Sáu mét 20. Chiều rộng là 6 mét. Chiều rộng là 6 mét. Bên trong nhà đây.